Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kento Fishing TV. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy câu và phần cuối video thì mình sẽ giới thiệu những cái mặt hàng mà kênh Kento sẽ order về Việt Nam nha các bạn. Máy đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn là một con máy ASIC 2500 SCXH. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2018. Máy có vòng tua 6.2, trọng lượng là 160g, 13 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 5kg. Máy này có giá tiền về đến Việt Nam là 8 triệu 800 nghìn đồng. Có hộp đầy đủ nha các bạn. Số 2 tiếp tục là cùng một con máy ASIC 2500 SXH. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2022. Máy có vòng tua 6.2, trọng lượng là 160g, 13 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 5kg. Máy này cũng có hộp đầy đủ các bạn. Và giá tiền về đến Việt Nam sẽ là 12 triệu 900 nghìn đồng. Các bạn lưu ý là theo dõi hết video nha các bạn. Tại vì phần cuối video thì mình sẽ giới thiệu những cái mặt hàng ví dụ như là áo quần chống tia UV nè. Thực phẩm chức năng dành cho nam. Kem trị hôi chân nha các bạn. Mặt cái mặt hàng này rất là... mình nghĩ là nó phù hợp với mọi người. Số 3 thì mình xin giới thiệu đến các bạn là một con máy Sertec 5000DXH. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2019. Máy có vòng tua 6.2, trọng lượng là 295g, 11 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 12kg. Máy này cũng có hộp luôn và giá tiền về đến Việt Nam sẽ là 5 triệu 900 nghìn đồng. Dạo gần đây thì hiện tại ở Nhật Bản đang là mùa đông đấy các bạn. Tuyết sắp rơi rồi. Trời rất là lạnh luôn. Cho nên là mình cũng sẽ cố gắng hết sức để đi tìm đồ câu nha các bạn. Số 4 là một con máy Luviat 2500S. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2021. Máy có vòng tua 5.1, trọng lượng là 155g, 12 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 5kg. Máy này thì sẽ có, mình nghĩ là tại vì mình giới thiệu con máy này cho các bạn xem thôi. Tại vì máy này hồi xưa giờ mình cũng phải 2-3 năm rồi, hầu như không có khách hàng nào order cái dòng máy này hết các bạn. Cho nên là mình sẽ giới thiệu cái dòng máy này cho các bạn xem thôi nha. Và máy này cũng được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Tất cả các dòng máy trong video này đều được sản xuất tại Nhật Bản các bạn. Số 5 là một con máy Sertec 3012H. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2016. Máy có vòng tua 5.6, trọng lượng là 270g, 11 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 7kg. Máy này sẽ có giá tiền về đến Việt Nam là 4 triệu 800 nghìn đồng. Máy còn rất là đẹp các bạn và hộp phụ kiện đầy đủ. Bây giờ thì mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của video. Xin chào các bạn, phần cuối video thì mình sẽ giới thiệu những cái món hàng mà kênh Kento sẽ order về Việt Nam. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cái găng tay. Đây các bạn, găng tay này sẽ có giá là 330.000, được sản xuất tại Trung Quốc và bán tại thị trường Nhật Bản. Cái loại găng tay này nó free size nha các bạn, nghĩa là tay nào các bạn mang cũng vừa. Đây là cái phiên bản mới so với lại cái mình đang mang này các bạn, đây. Cái găng tay mình đang mang là cái phiên bản cũ rồi. Và phiên bản mới thì cái logo của nó sẽ màu vàng này các bạn. Găng tay xỏ 3 ngón nha. Đây, xỏ như vậy nè. Bên trong của nó. Găng tay này nhìn rất là đẹp các bạn. 330.000 nha các bạn. Rồi, món hàng tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là cái áo chống tia UV. Được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường Nhật Bản. Áo này sẽ có giá là 360.000. Áo này có 3 cái chức năng chính. Mình xin giới thiệu đến các bạn. Đầu tiên đó là UV kích 98% trở lên nha các bạn. Có nghĩa là nó có thể ngăn được cái tia UV gần như là hoàn toàn luôn.
Và các bạn biết là cái TUV là một trong những cái tác nhân chính mà gây ra cái tình trạng ung thư da nha các bạn. Nhất là những bạn mà đi câu này, các bạn đi đá bóng hoặc là những bạn nhân viên thị trường thì cái thời gian tiếp xúc ánh nắng mặt trời của các bạn rất là nhiều. Cho nên là các bạn hãy đầu tư một cái áo như vậy nè để tự bảo vệ mình nha. Nó thật sự không có đắt đâu các bạn, nhưng mà cái tác dụng nó mang lại thì rất là to lớn luôn. Chức năng thứ hai mình giới thiệu đến các bạn đó là UPF 50 cộng. Đây là cái chức năng mà chống sạm da thường có trong những cái tiếp kem chống nắng đấy các bạn. Các bạn để ý là khi mà các bạn đi biển mà không có bôi kem chống nắng hoặc là không mặc những bộ quần áo bảo hộ á, thì khi về là cái lớp da của bạn nó sẽ đỏ lên và vài hôm sau thì nó sẽ bong ra. Đấy là cái hiện tượng bị sạm da đó nha các bạn. Và cái áo này, cái lớp, cái loại vải cao cấp này nó sẽ ngăn cái hiện tượng đó lại. Tiếp theo là đây là vải cao cấp cho nên là nó sẽ tạo cảm giác dễ chịu khi mặc áo nha các bạn. Và đồng thời là thoát mồ hôi nhanh nữa. Sản xuất tại Myanmar này các bạn. Size của nó thì có 4 size ML, 2L và 3L. Những bạn nào mà dưới 1m68 thì các bạn mặc xe M nha. Dưới 1m74 thì các bạn mặc xe L. Và dưới 1m78 thì các bạn mặc xe 2L. Trên 1m78 thì các bạn mặc size 3L. Và những bạn nào mà có cái cân nặng quá khổ này hoặc là cái vòng bụng của các bạn nó to thì các bạn cứ mạnh dạn up lên một size. Up lên một size để mặc cho nó thoải mái nha các bạn. Cái áo này khi mà lấy về thì các bạn có thể mở ở đây nè, đây. Cái túi này là túi bấm nha các bạn. Các bạn cứ mở này ra. Xong rồi lấy áo ra mặc, chứ các bạn lưu ý là đừng có xé nha. Các bạn xé cái túi này á là mình không có đổi trả được. Cho nên là các bạn cố gắng là mở đúng lấy áo ra. Nếu như không vừa thì các bạn cứ xếp lại rồi gửi trả lại cho mình. Áo này sẽ có 4 màu. Đây là màu navy nè các bạn. Màu nước biển đấy. Màu trắng, màu đen. Và cuối cùng là màu xanh, xanh đen này các bạn, hoặc là xanh rêu. 360.000 nha các bạn, các bạn liên lạc vào Zalo cho mình nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu đến các bạn, đây là sản phẩm mình nghĩ là sản phẩm này là nó rất là hữu dụng luôn á các bạn. Thường á thì kênh Kento sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà hữu dụng, tại vì những cái sản phẩm này là mình đã trải nghiệm rồi và mình thấy nó hữu dụng cho nên mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Đây là cái loại kem trị hôi chân nha các bạn. Chân của mình nó ra mồ hôi á, đây nè các bạn, ra mồ hôi chân cho nên là dẫn tới bị hôi. Mình nhớ là khi mình mới vừa sang Nhật các bạn, đi làm trong xưởng á thì mang cái đôi giày bảo hộ là 12 tiếng, mang suốt 12 tiếng luôn các bạn. Chân nó ra mồ hôi, nó hôi chịu không nổi, nhất là mùa đông á. Các bạn biết tại sao không? Mùa đông á là phải dùng máy sưởi. Dùng máy sưởi thì cái chân không hiểu sao nó ra mồ hôi rất là nhiều các bạn. Mà nó thúi. Mình phải dùng từ thúi nha, xin lỗi các bạn. Rất là khủng khiếp luôn. Về nhà các bạn có thể ngâm gừng, ngâm sả, ngâm đủ thứ các kiểu nhưng mà nó không hết được các bạn. Cái mùi nó vẫn cứ còn nguyên vậy luôn á. Đến cái mức độ mà lúc mà đi ngủ á thì phải đắp đắp chăn lại, cái chăn của mình nó dính vào chăn á là cái chăn nó hôi luôn các bạn. Rồi khổ nhất là những lúc mà đi làm xong cái rồi công ty người ta tổ chức ăn tiệc á các bạn. Mà bên Nhật nó không có phải giống như Việt Nam mình là ngồi ở trên bàn, ngồi ghế chân để dưới đất. Bên này thì người ta ngồi kiểu xếp bằng vậy đó. Trời đất ơi, lúc đó không biết mặt mũi giấu đi đâu cho vừa luôn. Thì sau đó thì mới tìm hiểu ra được cái loại kem này này các bạn, bôi vào cái kẽ chân. Các bạn bôi vào trong cái kẽ chân này này là nó hết nha các bạn, nó không còn cái tình trạng hôi hôi chân như vậy nữa. Đây các bạn này. Và người ta khuyến cáo là mỗi lần là chỉ lấy ra một cái lượng lượng kem giống như vậy thôi, 1 cm gì thôi và bôi vào một cái bàn chân. Sản xuất tại Nhật Bản này các bạn. Một cái lọ như vậy thì có giá là 330.000. Các bạn nhìn như vậy thôi cho nên tính ra là nó rất là rẻ luôn các bạn. Tại vì một cái tiếp kem này nè, các bạn có thể sử dụng được trong vòng 1 năm luôn đấy. Tại vì thường đó là hai tuần đầu tiên là các bạn sẽ bôi rất là nhiều, ngày nào cũng phải bôi. Nhưng mà tới tuần thứ ba rồi đó thì cái hiện tượng hôi chân nó đã giảm rồi các bạn. Thì cho nên là cái lượng bôi của các bạn nó sẽ giảm dần theo luôn. Có khi là một tuần các bạn chỉ bôi từ 1 đến 2 lần là cũng đủ rồi các bạn.
330.000 nha các bạn, về đến Việt Nam. Và các bạn là hỏi là loại này thì có dùng cho nữ được không? Nam nữ đều dùng được các bạn. Nam nữ đều dùng được nha. Tiếp theo nữa là thuốc hào. Đây là thực phẩm dành cho nam. Thuốc này nó sẽ có cái tác dụng là cho những bạn mà bị yếu sinh lý nè, hoặc là những bạn đang điều trị hiếm muộn, tinh trùng yếu đấy các bạn. Dẫn đến vô sinh đó, thì các bạn nên sử dụng cái loại này. Nó sẽ cải thiện chất lượng tinh trùng của các bạn rất là nhiều luôn. Tại vì cái loại thuốc này nè, nó được chiết xuất hoàn toàn từ hào đấy các bạn. Mà hào thì tinh trùng nó rất là thích cái loại này. Loại này sẽ có giá là 600 nghìn về đến Việt Nam. Một lọ như vậy thì sẽ có là 120 viên. Và mỗi ngày thì các bạn dùng từ 2 đến 3 viên nha, tùy. Còn thuốc này nó quy định ở Nhật á, người Nhật á là nó quy định là dùng 4 viên. Nhưng mà mình dùng rồi thì mình thấy là các bạn dùng từ 2 đến 3 viên là đủ rồi nha các bạn. Dùng nhiều quá thật sự nó cũng không tốt đâu các bạn. Và khi sử dụng cái loại thuốc này á, thì các bạn kết hợp với lại tập thể dục, nhất là chạy bộ nè, chạy bộ mỗi ngày luôn, mỗi ngày phải tối thiểu là 3 cây số nha các bạn. Đồng thời thì các bạn kết hợp với cái bài tập mà khom lưng thẳng gối, hai tay chạm đất. Cái bài tập đó nó sẽ giúp cho cái lưng của bạn nó sẽ tốt lên. Và lưng tốt thì đồng nghĩa với lại sinh lý nó cũng sẽ cải thiện dần dần. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống nha các bạn. Các bạn ngoài ăn uống đầy đủ chất thì các bạn nên sử dụng thêm cái sản phẩm là sữa tươi nè, mật ong và chuối. Cái hỗn hợp đó các bạn trộn lại với nhau tạo thành sinh tố để uống hàng ngày nha các bạn, rất là tốt. Đồng thời là cái hạt kỷ tử á, thì các bạn mua về rồi pha trà uống nha các bạn. Nó cũng rất là tốt cho sinh lý luôn. Rồi, một lọ như vậy thì có giá là 600 nghìn. Các bạn inbox vào Zalo cho mình nha. Cái sản phẩm cuối cùng trong cái video hôm nay đó là quần chống tia UV được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường Nhật Bản. Quần này nó sẽ có cái chức năng chính của nó đó là chống được cái tia UV, và cái chức năng thứ hai nữa là chống rách nha các bạn. Rất là đặc biệt luôn. Quần này nó sẽ có 4 màu: màu xanh rêu, màu xanh biển, màu ghi và cuối cùng là màu đen. Cái phần lưng của nó các bạn, cái lưng của nó là cái dây nó làm co giãn nha các bạn, tạo cảm giác dễ chịu nè. Đây các bạn, chống tia UV 90% trở lên nha, sản xuất tại Myanmar nè. Đây là cái vải thun co giãn nha các bạn, mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong. Đây bạn, bên trong nha. Bên trong nó được thiết kế như vậy nè, để tạo cảm giác dễ chịu khi mặc và thoáng mát nữa các bạn. Và đây là cái đáy quần. Đó. Nhờ cái này mà chống rách đấy các bạn. Tại vì cái quần này nó thiết kế cho dân thể thao mà, dân hoạt động ngoài trời, cho nên là phải chống rách mới được. Quần này sẽ có giá là 500 nghìn về đến Việt Nam. Size của nó thì sẽ có size S, size M, size L. Size 2L, 3L, nhưng mà hiện tại là chỉ còn size S, M và L thôi nha các bạn. Tại vì ở Nhật á, là cái loại quần này nó sẽ sản xuất để bán vào mùa hè từ tháng 3 trở đi. Còn bây giờ là đang là mùa đông cho nên là nó không sản xuất nữa các bạn. Cái đợt vừa rồi á, thì mình lấy khá là nhiều size S, M, size L cho nên là hiện tại thì vẫn còn ở size đó nha các bạn. Ở Việt Nam, bạn nào đặt quần mà S, M, L thì các bạn cứ inbox cho mình nha, sẽ có hàng. Những bạn nào mà dưới 1m65 thì các bạn mặc size S nha. Và dưới 1m7 thì các bạn mặc size M. Dưới 1m75 thì các bạn mặc size L. Như vậy thôi các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ Kento trong thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.